lần. Hôm nay còn đông dữ ta. Làm sao mà niệm A Di Đà Phật. Thầy chào đại chúng, mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con muốn giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Xuân, chủ trì tu viện Linh Phú. Phó ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin hãy chúng cho một tràng pháo tay thật to để lên lớn và được nhận sư. Kính mời quý Phật tử cầu an thọ. Giới thiệu đại đức thôi chứ giới thiệu gì tới hòa thượng dữ. Chết luôn. Chữ hòa thượng là hết thời á. Đại đức rồi lên thượng tọa, thượng tọa rồi mới lên hòa thượng. Mà chị đưa thì lên hòa thượng là lên tới nóc luôn á. Khi mình nhắc đặt chỗ nó không lên. Rồi lên này. Thầy thấy cái quyển này cái chữ hơi nhỏ, Phật tử thấy đường không? Thấy cái quyển kinh là được rồi. Thầy Phật tử nhìn vô thầy đọc dò thấy được rồi. Lật ra thử rồi xem có được không? Nhỏ quá phải không? Mình tập trung, tập trung cao độ. Mình bỏ tiếng Anh đi, mình đọc tiếng Việt thôi. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau, như xe theo bò vậy. Câu này được học rồi. Tâm của chúng ta, tâm của chúng ta nó dẫn đầu, nó làm chủ, mà nó dẫn đầu các pháp, cho nên gọi là nhất thiết duy tâm, có nghĩa là tất cả do tâm. Tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm làm chủ lời nói, tâm làm chủ thân hành động. Mà với tâm niệm phiền não, bất tịnh, ô nhiễm thì khổ não nó có mặt, nó hiện ra như là xe, như là bò kéo xe vậy. Câu số 2,
Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Nghĩa là tâm của chúng ta làm chủ lời nói và hành động của thân. Với cái tâm niệm thanh tịnh, an lạc, tốt đẹp, vui vẻ, từ bi, thì an lạc, hạnh phúc nó theo sau như bóng chẳng rời hình. Mình bắt cái volume nhỏ thôi. Quý vị la lớn quá, thầy tưởng là quý vị lấn đài, cái thầy không biết đài nào nên phát. Câu số 3: hắn mắng tôi, đánh tôi, hắn hạ tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Câu này học rồi, ôn lại thôi. Hắn mắng, hắn còn đánh nữa, mình không tu là chết nữa rồi. Hắn hạ tôi, cướp tôi, có nghĩa là nó hạ nhục mình, nó cướp hết những gì mình có được. Nhưng mà ai ôm niềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi, thì oan gia trái chủ đời này cho đến đời sau. Nhiều đời nhiều kiếp, chúng sinh sanh ra để lấy, để cướp, để đánh, để hạ gục, để làm khổ cho nhau. Chúng ta hiểu quy luật nhân quả, chúng ta mỉm cười vì chúng ta không muốn oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Nhân quả hiền lành, tự nhân quả lành nó đến. Người nào gieo nhân xấu ác thì nhân quả xấu ác nó cũng theo đó mà đến. Chúng ta không cớ gì mà phải ôm cái niềm hận thù. Dầu rằng vợ với chồng mà người chồng bị người vợ gạt hết của cải, lấy hết. Người vợ tay trắng khi đến bên nhà chồng làm tất cả mọi thứ, khi ra đi ôm một nỗi khổ niềm đau ra đi, thì oan gia trái chủ nhiều đời. Cũng vậy, có nhiều người đàn ông về bên nhà vợ làm cực khổ cả đời, đến lúc vợ đuổi đi, hai bàn tay trắng ôm mối hận ra đi. Thì điều đó, đọc câu này rất là thấm thía. Hắn mắng tôi, đánh tôi, hắn hạ tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Như vậy thì quý vị có nuôi hận thù không? Nhớ, quý vị nói lớn lên với thầy: người biết tu, có học Phật, không ôm hận thù. Vậy nhiều đó là đủ rồi. Người nào mà không biết học Phật mới hận thù với nhau. Người biết học Phật rồi không hận thù ai. Người ta có làm cái gì đi nữa mình cũng không hận thù, vì mình không muốn oan gia trái chủ nhiều đời. Nếu mình hận thù đời này nè, đời sau mình sanh ra mình gặp mặt cái mình ghét, không biết tại sao vậy. Nhưng mà ghét của nào thì trời trao của nấy, mới khổ thiên hạ chứ. Mình ghét dữ lắm luôn, nhưng mà quay qua quay lại lại gặp cái người mình ghét, thì cái này là oan gia nhiều đời. Câu số 4: hắn mắng tôi, đánh tôi, hắn hạ tôi, cướp tôi, ai xả niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Ủa, hận thù tự nhiên nguôi. Nghĩa là mình xả đi, mình bỏ đi thì tự nhiên nó mất à, nó không có còn nữa. Cho nên là người ta có làm cái gì mình đi nữa, nhưng mà mình vẫn buông xả, mình vẫn hoan hỷ, vì mình biết rõ nhân quả. Ở đời quý vị có bị gạt chưa nè? Ai bị gạt giơ tay lên. Trong đó có thầy cho nên thầy gơ nè. À, thầy tưởng quý vị không bị chứ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta bị người khác, người ta gạt mình, người ta còn chửi mình ngu nữa, nhưng mà mình biết tu rồi thì mình biết chắc là đời trước cũng có oan gia trái chủ gì đây nè. Cho nên đời này nó mới gạt mình được chứ dễ giàu gì. Nhìn cái mặt này đâu có dễ gạt đâu, mà nó gạt được cũng là oan gia trái chủ nào đó rồi. Chắc đời trước mình cũng gạt nó rồi, cho nên đời này nó đến nó gạt lại quề. Thì mình cứ nghĩ mình trả nợ đi cho nó khỏe, chứ mình nghĩ nó gạt mình chi cho cực. Mình nghĩ là đời trước mình vay nó rồi, cho nên đời này nó đến nó lấy, mà nó không trả là biết rằng mình thiếu nợ nó rồi. Cho những người cha người mẹ thiếu nợ con dữ lắm luôn, nó đến nó đòi không mà nó không bao giờ nó trả.
Nó không bao giờ nó nói một cái chữ hiếu nào để nó trả nợ cha mẹ, mà nó luôn luôn đòi cha mẹ. Thế mình biết mình thiếu nợ con cái rồi đó. Có những bậc cha mẹ cũng vậy, hành hạ con cái để bóc lột nó. Con nó đưa bao nhiêu cũng không đủ hết á. Cho nên có những đứa con á, nó nói là không biết là con á, có phải là con của mẹ không nữa. Con đưa cho ba cho mẹ bao nhiêu cũng không đủ hết á. Có nghĩa là đòi hoài. Có những đứa con nó thiếu nợ cha mẹ, nó sanh ra để nó trả nợ mà vẫn trả nợ không đủ. Cha mẹ cứ muốn lấy hoài thôi à. Mà lấy để gì vậy? Cho đứa khác. Lấy của đứa này mà cho đứa kia, vẫn tham lam của đứa này để cho đứa kia, chứ không phải là mình sai. Nhưng mà đó là đời trước tao lấy của mày, tao đưa đứa kia, đời này tao lấy lợi tao trả nó, vậy thôi. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nhớ nghe, làm cha làm mẹ phải nhớ vậy đó. Có những đứa con là nó hận cha mẹ luôn á, mà nó gặp thầy rồi thì thầy nói là đừng có hận, bởi vì cái thế gian này nè, nó vay trả vay nhiều lắm. Đời trước mình vay người này mình đưa cho người kia, thì đời này hai đứa đó nó sanh vô nó làm con mình, để mình lấy của đứa này mình trả cho đứa khác. Nhưng mà con nó không hiểu là nó hận mình, chứ thầy thì thầy thấy bình thường thôi. Câu số 5, hận thù, diệt hận thù. Cái chữ diệt này là hóa giải, đem hận thù để hóa giải hận thù thì đời này không thể có. Chỉ có đem từ bi để hóa giải hận thù là định luật nghìn thu. Cho nên câu đó đọc là để cho nó dễ, nó suông vần. Người ta ghi rằng hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Có nghĩa là chỉ có đem từ bi mới hóa giải hận thù được thôi. Cho nên mình thương đi. Ai mà hận mình á, mình đem tình thương mình thương họ thì hận thù đó nó mất. Còn nếu như mình đem hận thù, mình quá giải hận thù, nó hại mình hại nó, nó đánh mình đánh nó, thì hận thù hết không quý vị? Không. Đời này đời sau đánh tiếp. Cho nên có nhiều người là đời này là tao quyết tao trả cho xong. Dạ xin thưa, không bao giờ xong. Đời này mà mình đòi trả cho xong hận thù thì xin thưa, đời sau nó còn nặng hơn nữa. Cho nên đời này mình tu, nhờ mình biết tu mà mình không còn oan trái nữa. Quý vị cùng nói với thầy: đệ tử Phật học hạnh từ bi, cứu mình cứu người chính là không hận thù. Cho tràng vào tay để hết hận thù. Hứa với thầy là đừng có thù ai hết. Làm được không? Không nghe ai hứa hết vậy ta. Hứa không? Hứa lớn lên coi. Con không thù hận. Con không hận thù. Bỏ hết thù hận. Xóa hết hận thù. Sao đọc yếu vậy ta? Làm như thích giữ lại hay sao? Mình tu mà chỉ cần mình bỏ hết hận thù là mình tu rồi đó. Chứ mình chưa nói gì hết đó. Ở đời mình đừng có ghét ai, mình đừng có giận ai, mình đừng có thù ai, mình đừng có nghiến răng với ai hết. Vậy là tu rồi đó. Rồi quý vị cả lớp nói lớn lên nhìn thầy coi: con tu theo Phật, con không thù hận, bỏ hết hận thù. Lớn lên chút xíu nữa coi. Thương yêu mọi loài, thương yêu mọi người là yêu chính mình. Buông xả hận thù, xóa hết thù hận, luôn luôn mỉm cười. Đó là tu. Rồi, cảm ơn mọi người. Ai không nói lỗ lã ráng chịu. Câu số 6, người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau, ai nhận ra điều đó tranh cãi lắng dịu mau. Người kia không biết rằng người kia là người nào. Người kia là người nào? Im ru vậy ta. Người kia là người nào? Là mình. Người kia chính là mình á.
Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Ta cãi nhau cho nên nhiều đời nhiều kiếp ta bị luân hồi sanh tử vì thích cãi nhau. Mà lúc đầu mình vừa nghe hai người nó cãi qua cãi lợn lát nữa, vô lộn cái mạng ra. Lúc đầu là nó cãi thôi, lúc sau giết. Đó, ghê gớm không? Cho nên có nhiều người là mình nghe lúc đầu mà lời qua tiếng lại, tưởng rằng gia đình nào chén trong sống còn khua, gia đình nào cũng có cãi vã, ai về quay qua quay lại vô lộn xác luôn. Ghê gớm không? Quý vị đọc với thầy câu này đi. Người kia không biết rằng ta chết vì cãi nhau. Ai nhận ra điều đó, tranh cãi lắng dịu mau. Giờ này mình không có cãi nữa, ai mà thấy lớn tiếng mình bỏ mình đi, lời qua tiếng lại mình bỏ mình đi. Nó hỏi tại sao mày không đứng lại mày nghe ta nói. Nói cái kiểu gì giống ăn thịt người ta, thôi tôi đi. Chứ không lát tôi chết. Mà tôi không có chết, tôi cũng tức tôi chết. Quý vị còn tức không? Trả lời lớn giùm thầy coi, còn tức không? Tức chết á. Cho nên giờ này có nhiều người mà đang đẹp vậy đó, trắng nõn à, còn rối rối vậy đó, tươi xanh vậy đó, quay qua quay lại nó đứt gân máu, nó chết là do tức chết. Nào giờ quý vị nghe cái chữ tức chết đó là mình chưa có nhận ra được. Thì giờ này thầy nói là quý vị biết rằng là có nhiều người là đang gọi điện thoại gì đó, lát nó thả điện thoại chết là biết là nó tức chết. Hồi xưa tôi nghe cái câu tức chết tôi cũng không hiểu nữa, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Câu số 7. Ai sống theo lạc thú, không nhiếp hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, lười biếng kém siêng năng, ma vương không sẽ bị ma vương kéo như cây yếu gió quằn. Nghĩa là ai sống theo lạc thú là sống theo dục vọng của mình. Muốn thích đẹp cho nên là nhìn cảnh đẹp, con mắt nó chạy theo lạc thú. Lỗ tai muốn nghe âm thanh hay cho nên lỗ tai nó chạy theo lạc thú. Lỗ mũi muốn ngửi mùi hương thơm, lỗ mũi chạy theo lạc thú. Cái lưỡi muốn ăn ngon cho nên cái lưỡi chạy theo lạc thú. Cái thân muốn mặc những cái quần áo trơn láng, muốn nằm giường niệm im, muốn ở trong phòng máy lạnh, muốn ngủ nướng cho đến 10 giờ sáng, đúng không? Vân vân. Muốn ở nhà lầu, muốn đi xe 8 tỷ, vân vân. Thì quay qua quay lại bị xử bắn cái tội là chạy theo lạc thú. Ai sống theo lạc thú không nhiếp hộ các căn. Các căn có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không nhiếp hộ là không giữ gìn sáu căn của mình. Ăn uống thiếu tiết độ, nói một căn đó là cái lưỡi thôi. Thiếu tiết độ có nghĩa là lúc nào cũng muốn ăn mà ăn những cái thứ độc ác không à. Cho nên gọi là ăn uống thiếu tiết độ. Lười biếng kém siêng năng, nghĩa là cái thân á, nó lười lắm. Ở đây ai không có lười giơ tay lên. Rồi không ai dám giơ hết. Xin chúc mừng quý vị giống nhau. Nghĩa là cái cục lười nó còn nhiều quá nên không có dám giơ tay. Nghĩa là chúng ta đó mà không khéo á, là chúng ta bắt đầu bây giờ này nè. Ngày xưa đó là nó bị cái bệnh là suy dinh dưỡng, nó bị một cái bệnh là kiệt sức. Còn bây giờ nó thường bị cái bệnh là lười. Giờ này bác sĩ bệnh viện rất là đông người để trị cái bệnh lười của chúng sinh. Do lười cho nên bị vôi. Phải không nè? Ngày xưa cực khổ lắm, không có bị vôi. Bây giờ đó, xương đó, nó bị vôi là do lười lao động. Lười lao động cho nên xương bị vôi. Rồi mỡ nó có mặt ở trong máu,
cho nên á, mỡ trong máu nó sanh ra huyết áp. Ngày nào cũng uống thuốc huyết áp, vì nếu không huyết áp nó tăng. Ngày xưa cực khổ, mỡ nó tan hết trơn, bây giờ sung sướng quá, mỡ nó ở trong máu nó tan không được, dẫn đến cao huyết áp, tai biến, mỡ máu. Hiểu không quý Phật tử? Sao nghe im ru vậy ta? Thầy hỏi có hiểu không? Bây giờ bác sĩ mà bác sĩ nó làm ăn khá là bởi vì nó trị bệnh lười. Ngày xưa bệnh viện ít lắm, ít bệnh lắm, bởi vì sao vậy? Không đủ ăn. Ăn ít mà làm nhiều, cho nên nó chỉ có một cái bệnh, đó là suy dinh dưỡng. Cực khổ quá, cho nên cái bệnh là bệnh suy nhược cơ thể. Còn giờ này là bệnh dư chất, cho nên bệnh viện bây giờ rất là nhiều, mà nhất là những cái bệnh viện nó đi hút mỡ. Cho nên cái câu số 7 này rất là ăn tiền luôn á. Ai sống theo lạc thú, không nhiếp hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, lười biếng kém siêng năng, sẽ bị ma vương kéo. Ma vương là gì? Quý vị cùng nói với thầy: ma lười biếng, ma ngủ, ma tham ăn, ma thích đi chơi. Đó, ma dương nó kéo. Còn mấy đứa nhỏ thì bây giờ nó bị ma game, mấy ông thì bị ma nhậu, còn bây giờ cái xã hội này nó bị con ma túy. Rất là nguy hiểm cái xã hội bây giờ. Sẽ bị ma vương kéo, là bây giờ cái con ma đó nhiều lắm. Ma nghiện á, có người nghiện tứ sắc, là con ma tứ sắc nó kéo, là do lười biếng, cho nên dẫn đến cờ bạc. Có ông thì dẫn đến rượu chè, có ông thì bắt đầu đủ thứ chuyện trên đời. Thì đó là do cái bệnh lười biếng mà sanh ra, dẫn đến bị ma vương kéo. Ma vương kéo cho nên đi vai chỗ này, đi vai chỗ kia, muốn ngồi không mà làm những cái chuyện mà gọi là làm ít ăn nhiều, dẫn đến nợ nần chồng chất. Có không quý Phật tử? Có, cho một tràng pháo tay tán thán. Những người mà không bị ma kéo, nghĩa là chí khú làm ăn. Chí khú làm ăn có nghĩa là đêm ngày lo làm chuyện này, lo làm chuyện kia, có làm thì mới có ăn. Ta gọi là tai làm thì hàm nhai, tai quay thì miệng trễ. Nghĩa là ngày xưa mà cái tai không làm thì cái miệng nhịn ăn. Còn giờ này á, muốn làm ít mà ăn nhiều, cho nên dẫn đến nợ nần chồng chất, do lười biếng mà sanh ra. Câu số 8: ai sống quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quán cái gì? Quán cái thân này bất tịnh, quán cái cuộc đời này bất tịnh, quán cái mạng sống này bất tịnh, quán cái cõi này bất tịnh, cho nên gọi là ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Cho nên là mình quán cái cõi này nè là cõi trược, cõi bất tịnh. Cái thân này là một cái đải đựng những cái đồ hôi thối ở bên trong. Cái thân này nó giống như là cái đải da, coi là cái túi sách á, cái túi sách bằng da người, đồ đựng những cái đồ hôi thối ở bên trong. Cho nên chúng ta quán chiếu như vậy, nhiếp hộ được các căn. Cho nên chúng ta làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không có vọng tưởng điên đảo. Ăn uống có tiết độ, có nghĩa là ăn, mặc, ở, ngủ với các nhu cầu. Biết được nên ăn như thế nào, nên ngủ như thế nào, nên nói cái gì, phải làm ra làm sao. Cái đó gọi là ăn uống có tiết độ. Thành tính và siêng năng, nghĩa là những con người này là thành thật lắm, mang đến cho người khác một cái niềm tin. Và con người này là những con người rất là siêng năng đó. Ma vương không chuyển nổi, ma nó không chuyển nổi. Suốt ngày hết làm chuyện này tới làm chuyện kia, thì đâu còn thời gian đâu mà bị mấy con ma nó chuyển. Con người sáng uống ly cà phê tới trưa,
Rồi bắt đầu gặp bạn năm xưa, cái lai rai tới chiều, chiều cái đi liêu phiêu, cái lạm chầu tới tối. Cho nên cả ngày không có biết cái chuyện gì làm hết, dẫn đến là mấy con ma dục vọng nó lôi kéo, dẫn đến là không có làm ăn gì nên thân nên dáng, cả đời không có ra hồn ra vía gì hết. Cái đó gọi là như cây yếu gió quằn, còn cái người này là như núi đá gió qua, có nghĩa là sừng sững như ngọn núi, không có bị ma dương nó lay chuyển, không có bị gió bát phong, hỷ nộ ái ố ai bi lạc dục nó thổi. Quý vị đọc lại với thầy câu số 8: ai sống quán bất tịnh, nhiếp hộ được các căn, ăn uống có tiết độ, thành tính và siêng năng, ma vương không chuyển nổi, như núi đá gió qua. Có nghĩa là chúng ta mạnh lắm, chúng ta sừng sững, không có ai làm cho chúng ta lay động. Cái niềm tin chúng ta kiên cố, chúng ta là những người siêng năng, những người tinh tấn, những người Phật tử thuần thành, có học, có tu, cho nên không bị những thói hư tật xấu nó cám dỗ sáu căn. Mắt không còn đắm nhiễm, tai không còn nghe những cái lời nói bất thịnh, bất thiện, nhiều chuyện làm cho chúng ta dao động. Câu số 9: ai mặc áo cà sa, tâm chưa sạch uế trượt, không tự chế không thật, không xứng mặc cà sa. Có nghĩa là ai mặc áo cà sa, có nghĩa là ai mặc cái áo của người đệ tử Phật á, cái áo nhu hòa nhẫn nhục á, tâm chưa sạch uế trượt, có nghĩa là tâm người này á, nó còn dơ. Như hôm nọ chúng tôi nói rồi đó, như cái ly này nó dơ thì không có dùng được, đựng nước vô uống không có được. Cái ly nó phải sạch, cái tâm nó phải không còn uế trượt nữa, phải tự chế. Còn cái này là không tự chế không thật, nghĩa là thế gian này á, không có cái gì thật hết mà chúng ta không kiềm chế được. Cho nên chúng ta không xứng mặc cái áo của Phật, không xứng mặc cái áo tràng, không xứng là đệ tử Phật. Câu số 10: ai tẩy trừ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, xứng đáng mặc pháp y. Nghĩa là chúng ta biết rằng là cuộc đời này nó là trượt, cho nên chúng ta tẩy trừ uế trượt, nghĩa là chúng ta sống để phụng sự, sống để ban cho, sống để yêu thương, sống để cống hiến, sống để phụng sự. Như vậy thì chúng ta sống có ích, chúng ta sống để từng giây, từng phút, từng chuỗi ngày chúng ta cảm ơn cuộc đời. Quý vị đọc với thầy cái câu này: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, đã cho tôi ngày nữa để yêu thương, cho tôi ngày nữa để tu tập, ngày nữa để sống trọn vẹn. Cho nên có nhiều lúc mà chúng tôi biết được nhân quả rồi, chúng tôi thực hành được nhân quả rồi, từ sáng tới giờ tôi chưa có chợp mắt được, hết làm việc này tới làm việc kia. Có khi tôi chợp mắt tôi suy nghĩ, người mù người ta cả đời người ta đâu có thấy đường đâu. Mình có đôi mắt để mình nhìn cuộc đời, để mình sống, mình hướng thượng hướng thiện. Mình chưa chuyển hóa được cặp mắt từ nhục nhãn lên thiên nhãn, lên huệ nhãn, lên pháp nhãn, lên Phật nhãn. Mắt của mình vẫn còn nhục nhãn, chưa có cái thần nhãn nữa. Ấy thế mà mình không cố gắng mình tu tập, mình không cố gắng mình mượn con mắt để mình tạo ra phước và trí, thì cả đời mình ngủ trong vô minh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đời này mà mình còn ham ngủ nữa thì thôi mình đâu có giác ngộ đâu. Cho nên muốn ngủ dữ lắm, thèm ngủ dữ lắm, nhưng mà nó cứ chập chờn. Có khi trong giấc ngủ nó vẫn chập chờn.
mình suy nghĩ là tới chừng chết rồi là nhắm mắt mãi, không biết rồi đời sau còn mắt nữa để thấy hay không. Cho nên đời này ráng mở mắt, ráng làm nhiều việc, ráng là học nhiều, đem cái sở học mình chia sẻ cho nhiều người, chứ không phải là thích ngủ. Rồi ở đời này là ai cũng ăn thì mình cũng ăn, ăn để sống, để tồn tại, để cống hiến, để phụng sự, để tu tập. Chứ không phải là muốn ăn cho ngon để rồi phụng dưỡng cho cái thân thúi này. Thân này rồi cũng phải chết thôi. Những câu ở phía sau nó còn hay nữa. Nhưng thầy muốn nhắc nhở cái chỗ uế trược đó. Ai tẩy trừ uế trược có nghĩa là bản thân của mình phải quán chiếu được, mình phải trừ cho được những cái thứ cấu uế ở bên trong, từ tâm cho đến thân. Giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật. Chúng ta tự chế ngự bản thân mình, chúng ta cố gắng sống cho chính mình. Quý vị nghĩ coi là cái việc mà mình muốn có mắt, mình ước cho con mình nó có mắt sáng, cháu mình nó có mắt sáng, quý vị có ước nhưng mà quý vị có cho nó đôi mắt được không? Được không? Không. Nhân quả của ai thì người đấy hưởng. Bây giờ mình không có tu, mình không có tạo cái phước cho con mắt, thì đời sau mình sanh ra, mình muốn có mắt, mình ước mơ có mắt, có không? Chắc không quý vị? Có chắc là đời sau chúng ta còn mắt sáng để thấy nữa không? Mình đâu có chắc đâu. Mình lấy cái gì để làm nền tảng là đời sau tôi có mắt sáng nữa? Cho nên có nhiều người đời này nè, mỗi ngày như vậy, con trích ra 1.000, con làm việc đó, con trích ra 1.000 để con bố thí cho người mù, để con hồi hướng cho đời sau con có mắt. Thì một năm như vậy có 360.000 để làm cái việc từ thiện cho người mắt mù, người mắt còm, người khiếm thị, tạo phước duyên cho cái người bị kém cỏi về mắt. Con dành 365.000 để con hồi hướng cho người điếc. Con tích lũy 10 năm con được 3.6 triệu mua một cái máy cho người điếc, để con hồi hướng cái phước về âm thanh cho đời sau con không bị điếc. Có ai làm chưa? Giơ tay lên. Chưa luôn. Mình chưa có chuẩn bị cho mình một cái phước báo để làm sao đời sau mình có mắt. Bây giờ có rất là nhiều cái hội, nó đi mổ cườm, nó đi gắn cái trồng cho những người bị loạn, bị cận, bị viễn. Người ta đi mổ mắt nhiều lắm luôn. Người ta tạo cái phước để đời sau người ta có mắt sáng. Có người là dành tiền để giúp đỡ cho người bị khiếm khuyết về âm thanh, bị điếc, bị lãng tai, bị một lý do nào đó về nhĩ căn. Có người dành cái tiền để giúp đỡ cho người bị bại liệt, cho nên người ta mua xe lăn, người ta khám chữa bệnh, vân vân, nhiều thứ lắm. Cái đó là người ta tích lũy để người ta tạo cái phước duyên cho đời sau. Cho nên là cái việc đó đó, mình có học Phật đó, mình mới cố gắng mình làm từ thiện. Chứ còn bình thường hỏi tại sao tôi phải làm từ thiện, ai có biết đâu. Ai có biết tại sao mình làm từ thiện? Nhưng nhờ mình có cái phước báo đó, cho nên cái phước đó, đó nó trở thành cái vần hào quang, nó che chở cho mình. Có người có phước đó, ít bệnh lắm, quanh năm suốt tháng ít bệnh lắm. Còn cái người không có phước đó, nó bệnh tối ngày, hết bệnh này nó qua bệnh khác, hết bệnh khác nó qua bệnh khác nữa. Vì không có cái phước bảo hộ cho cái thân, cho nên bệnh tật triền miên, không có được khỏe mạnh. Cái người ta có phước, người ta cao ráo, người ta đẹp trai, người ta đẹp gái, người ta thông minh. Cái phước về trí tuệ thì người ta thông minh, cái phước về tướng hảo thì người ta đẹp, cái phước về sức khỏe thì người ta khỏe, cái phước về gia đình thì người ta có gia đình hạnh phúc, cái phước về con cái thì người ta sanh con ra
cái phước của những đứa con nó cảm ứng đến, thì có những đứa con nó ngoan, nó giỏi, nó thông minh, nó thành đạt, nó vào trong gia đình của mình. Còn mình không có phước về con cái thì sanh ra hột dịch lộn, nó sanh ra là nó báo đời cho mình, từ nhỏ là nó đã báo mình rồi, vàng một bên nó một bên, nuôi nó được là một cân, nó một ký là vàng phải bỏ ra một ký mới lấy nó được một ký. Vậy mà lớn lên nó báo mình cả đời như vậy là do mình không có phước. Hiểu không đạo tràng? Vậy là mình ráng tích phước nghe. Câu số 11: phi chân tưởng chân thật, chân thật thấy phi chân, ai ôm ấp tà vọng không bao giờ đạt chân. Phi chân tưởng chân thật có nghĩa là người này là tà kiến nè, cái này là sai nè, mà mình tưởng nó là thật. Rồi chân thật thì lại thấy phi chân, cái này là đúng nè, nhưng mà mình thì cho nó là sai. Ai ôm ấp tà vọng có nghĩa là vọng tưởng điên đảo, tà kiến, nói không nghe, dạy không được, ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo, không bao giờ đạt chân. Cho nên có nhiều người họ thất bại cả đời. Thất bại lần một, tiếp tục thất bại lần hai, tiếp tục thất bại lần ba, mà nói hay dư lắm luôn. Nói là giống như con nhà quan miệng có gan có thép vậy đó, khó dạy, khó sửa, khó bảo. Cho nên có nhiều ông chồng, ông kêu trời không à, ông đầu tắt mặt tối, ông đi làm cực khổ vô cùng vậy đó, quay qua quay lại là về nhà gặp bà vợ, bà chuyên tạo nợ. Cho nên ông nói là không biết là bà vợ hay bà nợ đây. Có nghĩa là quay qua quay lại là ông trả một cục nợ, quay qua lại là ông trả một cục nợ. Còn có nhiều người vợ là cực khổ vất vả, làm dữ lắm luôn, mà ông chồng tối ngày cứ say sưa cờ bạc, rượu chè, lại cá độ, quay qua quay lại là quất một cục nợ. Bà vợ bà nói không lẽ giờ tôi không biết tôi làm sao đó. Ông rất là dễ thương, ông rất là ra hiền, có điều cái tạo nợ à, chứ không phải là nó dữ dằn, không phải là lưu manh, không phải là ngỗ nghịch. Hiền dữ lắm, có điều cái là có một cái tội là nó tạo ra nợ, nó đi một vòng là nó tạo nợ à. Quý vị gặp chưa? Gặp chưa? Gặp rồi, rồi cảm ơn. Phi chân tưởng chân thật, chân thật thấy phi chân, ai ôm ấp tà vọng. Ôm ấp tà vọng có nghĩa là cái người này nó ngu dữ lắm luôn. Nó ngu cho đến là cái này đúng thì nó coi là sai, cái này sai nó cho là đúng, mà nó ôm ấp tà vọng cho nên nó không bao giờ đặt chân. Nó ước mơ cỡ nào đi nữa cũng không được, cho nên nó đau khổ cả đời. Câu số 12: chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân, ai nuôi dưỡng chánh niệm ắt hẳn đạt được chân. Thì câu này nó đối lập với câu kia, là cái này đúng tôi biết rõ nó là đúng, cái này sai tôi rõ biết nó là sai. Ai mà nuôi dưỡng chánh niệm như vậy thì chắc chắn đạt được giá trị tốt đẹp. Có nghĩa là mình biết bỏ các điều ác, mình biết làm các việc lành, thì cái chân thật đó, cái chánh niệm đó, cái con đường tốt đẹp đó chắc chắn đạt được. Nhưng mà có những con người nó thấy người ta thành công chứ đâu phải nó không thấy, nhưng mà nó không nghe lời cái người thành công nói. Cho nên chân thật nó không bao giờ biết chân thật. Thay vì ta thất bại một lần thì ta nghe lời cái người thành công người ta dạy đi, không luôn, nó vẫn quả quyết cái việc của nó làm, nó vẫn khẳng định rằng cái việc của nó làm sẽ đúng, sẽ đúng, sẽ đúng, mà nó sai một lần, sai hai lần, sai ba lần mà vẫn không nghe. Như vậy thì chân thật đâu có biết chân thật, phi chân đâu có biết phi chân. Như vậy có nuôi dưỡng chánh niệm được không? Không. Nếu mà ở đời mà cái người thất bại nó nghe lời cái người thành công thì nó đâu có thất bại.
đúng không quý Phật tử? Đúng không? Cái người mà mình tự biết mình ngu, mình nghe lời cái người thông minh thì mình đâu còn là cái người ngu. Đằng này nó bảo vệ cái ngu của nó nên cả đời nó ngu. Cho nên trong cái lời mà chư tổ dạy là hãy đổ hết cái của mình đi, để người ta rót vô trong ngựa, trong cái ly của mình á, cái nước trong để mình uống được. Còn mình cứ cố chấp cái ngu của mình thì người ta có dạy mình thế nào đi nữa thì cái ly này nó cũng đục ngùa. Tại vì cái ly này nó cái nửa ly sình rồi mà. Người ta đổ nước vô thì sình nó vẫn là sình, nó đục nó vẫn là đục. Mình phải rửa, mình đổ hết cái của mình đi để mình nghe lời người khác thì nó tốt. Uống miếng nước nói nữa. Trước đây tôi nghe có một quốc gia nó nghèo, nhưng mà cái những người lãnh đạo của quốc gia đó đó, người ta chấp nhận đi sang một quốc gia khác. Quốc gia đó là Nhật Bản. Người ta thấy Nhật Bản nó phát triển tốt quá, người ta qua bên đó, người ta kết giao với Nhật Bản và người ta bê nguyên cái mô hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quân sự của Nhật Bản, người ta áp lên đất nước của họ. 20 năm sau, cái đất nước đó biến thành một cái mô hình copy của Nhật Bản, nó trở thành mô hình Nhật Bản photo. Như vậy thì bây giờ giả sử như cái gia đình mình nó nghèo, mà mình hướng đến một cái gia đình giàu, mình hỏi người ta làm sao để làm giàu, thì mình copy nguyên cái mô hình người ta, mình đặt vào gia đình mình và mình làm theo y chang vậy, thì đến một lúc mình giàu giống người ta. Đồng ý không quý vị? Quý vị đồng ý cái chuyện đó không? Có nghĩa là cái đất nước bây giờ, đất nước Mỹ nó giàu. Ngày xưa Việt Nam của mình nó là hòn ngọc biển Đông. Có ai nghe nhớ cái chuyện đó không nè? Nhớ không? Ai ở đây biết ngày xưa Sài Gòn là hòn ngọc biển Đông, giơ tay lên thì coi. Nghe nói thôi hả? Rồi thôi, không biết thôi. Vì cái năm đó thầy vừa ra là nó còn là hòn sỏi. 50 năm trước thầy ra đời thì hòn ngọc biển Đông nó chuyển qua hòn sỏi. Không lẽ thầy nó xui dữ vậy? Thầy mới ra đời thì hòn ngọc nó tắt. Tôi nói là Thượng Đế ơi, Thượng Đế sanh ta ra và đặt tên ta nhầm một ngôi sao xấu, ta xẹt xuống đây cái hòn ngọc nó không còn. Quý vị thấy nó tủi cái thân không? Cho nên là thầy cũng trách cái bản thân mình. Đáng ra là mình sanh ra chỗ nào thì chỗ đó phải trù phú, chỗ đó phải thịnh vượng, chỗ đó phải tốt đẹp. Đằng này mình sanh ra cái chỗ đó nó nghèo lại, chỗ đó nó khổ hơn. Đó, ước gì chui trở lại được. Mình chui trở lại cho hòn ngọc biển Đông nó còn hoài. Ngày xưa là các nước Đông Nam Á là nhìn ở Sài Gòn là một cái gì đó tuyệt vời lắm luôn, trong mơ của họ. Cho nên là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nhớ lại để chúng ta copy người ta hay, người ta giỏi, người ta tốt, mình copy, mình dán vô trong cái của mình, mình hành y chang vậy, thì một thời gian sau chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ giống người ta. Còn bây giờ mình không dám sửa đổi, mình không dám bỏ cái của mình, mình không dám học cái của người ta, mình bắt chước theo, thì xin thưa không biết bao giờ mình bằng người ta. Đấy. Cho nên chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân. Ai nuôi dưỡng chánh niệm ắt hẳn đạt được chân. Cho nên là tôi thấy được những cái đất nước trên thế giới mà tôi thương cho Triều Tiên. Bên này là Bắc Triều Tiên, bên này là Nam Triều Tiên. Bắc Triều Tiên nó nghèo, Nam Triều Tiên bây giờ nó là Hàn Quốc, nó giàu. Nó chỉ là do nó copy cái mô hình nào nó thực hành theo thôi. Tôi nói như vậy để cho quý vị Phật tử á, mình là người có học Phật, mình có nghiên cứu, mình cố gắng
mình học hỏi những cái mô hình tốt đẹp của người, để mình làm cho cái gia đình mình, cho bản thân mình. Giả sử như bây giờ quý vị lấy cái mô hình của sư cô Đức Tâm làm một cái mô hình mà quý vị noi theo, thấy không? Ý chí của sư cô rất là lớn. Thời ở thế gian, sư cô trở thành một con người thành đạt trong kinh doanh. Khi sư cô tu tập, cái tâm của sư cô phát triển nội tâm rất là tốt, thì mình lấy cái mô hình của sư cô ở đời để mình làm phát triển kinh doanh. Khi mình vô mình tu, mình nhìn hình ảnh của sư cô, mình copy hết cái đó, mình dán vô để mình sống giống như sư cô, được không quý vị? Mình trở thành cái mô hình copy của sư cô đi. Sư cô dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Thì mình ráng cố gắng mình dễ thương giống sư cô, để ai thấy mình cũng thương. Còn tôi không biết tôi copy sao, tôi dán vô nó lộn địa chỉ hay sao, dễ ghét. Đây, tu lộn. Câu số 13: như ngôi nhà vụn lợp, nước mưa len lỏi vào, tâm không tu cũng vậy, tham dục rỉ rả vào. Như ngôi nhà vụn lợp có nghĩa là cái ngôi nhà lợp bằng lá đó, nhưng mà lợp rồi đó thì mình lợp nó thưa, hoặc là mình lợp nó không có xuôi. Thay vì mình lợp tự là cái mái nó cao thì nó xuôi, thì nó chảy, thì gọi là khéo lợp. Còn đằng này mình vụn lợp có nghĩa là cái người đó không biết lợp. Lợp xong rồi đạp, đạp xong nó dựng lên, nước nó chảy vô, nó chảy ngược vô trong nhà. Cho nên gọi là như ngôi nhà vụn lợp, nước mưa len lỏi vào. Tâm không tu cũng vậy, có nghĩa là tâm mình nó không có khéo tu, nó không có biết tu, nó vui nó buồn lẫn lộn, nó không biết tính toán, nó không có tâm từ bi, nó không có trí tuệ, dẫn đến tâm không tu cũng vậy, tham dục rỉ rả vào. Do cái lòng tham và cái sự phiền não nó sanh ra, cho nên là chúng ta bị nó chi phối, bị nó làm chủ. Cho nên gọi cái tâm của người không tu đó, nó giống như là cái ngôi nhà vụn lộn. Ở đây ai biết lợp nhà giơ tay lên tôi coi thử. Biết lợp nhà bằng lá hay bằng tranh? Không lẽ không có biết lợp? Sợ tôi nhờ về lợp nhà hay sao không dám đưa tay? Tôi coi trong cái TikTok á, tôi thấy có một cái cô người ở người dân tộc hay sao, cổ vừa đi chặt cái dây thừng, rồi cổ đi đốn tre về, cổ làm một cái nhà trên đọt cây á, cổ vừa đào dưới đất mà cổ vừa làm trên ngọn cây, có nghĩa là dưới đất cổ làm xong, cổ làm luôn cả cái hồ tắm ở trong cái nhà, còn làm cái chỗ trượt xuống nữa chứ. Rồi đi dẫn, lấy cây đục thủng đi dẫn nước từ xa về nữa. Cô gái gì đâu mà thông minh mà tuyệt vời dữ vậy. Cô làm cái nhà dưới đất xong rồi cô làm luôn cái nhà trên cây. Cô lại cô nhìn cái cây xong rồi, cô làm cái nhà cái cây bên này, rồi cô làm cái đường dây qua cái cây của cái nhà bên kia nữa. Cô này mình dỗi dữ vậy. Tôi thấy cổ mà tôi nghiêng mình nể phục luôn đó. Người phụ nữ tuyệt vời. Xin cho trong một tràng vỗ tay ở trong YouTube. Cô đó quá tuyệt vời. Ai chưa coi thì về gõ vô người hùng làm nhà trên cây. Tuyệt vời lắm. Thấy cái cô đó rồi là tôi nói là tôi còn dở hơn, không bằng. Câu số 14, quý vị đọc theo tôi: như ngôi nhà khéo lợp, nước mưa không thấm vào, tâm khéo tu cũng vậy, tham dục khó lọt vào. Có nghĩa là mình mà khéo tu là phiền não nó không có cớ gì nó vô đó, tham dục nó không có đường nào nó vô đó. Mình khéo tu là mình đâu có để nó vô. Còn giống như nó chửi mình thì mình lợp cái chỗ nó lại, như vậy thì nó chửi đâu có thấm vô, đúng không? Nó tìm cách nó hại mình, mình lợp cái chỗ đó lại thì nó hại đâu có được. Mình giống như là một cái chiếc lá vậy đó,
nó đổ nước lên thì nó đâu có thấm được đâu. Y như là cái lá này mà đổ nước lên nó thấm không? Không. Như ngôi nhà khéo lợp, nước mưa không thấm vào. Thì tâm chúng ta nó không có thấm. Còn đằng này cái chuyện đông chuyện tây chuyện đâu xong á, mình rước vô nhà của mình á, mình không biết tu á, mình phiền não dữ lắm luôn. Cho nên từ khi biết tu rồi đó là tôi bỏ qua hết mọi cái việc á, là tôi xử lý xong rồi là tôi cho qua, lo cái việc của mình làm. Do rằng mình biết rằng cuộc đời này nó không có như ý mình muốn đâu, nhưng mà mình đâu có muốn gì đâu mà mình đâu có muốn như mọi người theo ý mình đâu mà lo. Cho nên là vô tư, mình lo mình làm cái việc của mình. Câu 15, quý vị đọc theo thầy: nay buồn đời sau buồn, làm ác hai đời buồn. Hắn u buồn tàn tạ, thấy uế nghiệp mình luôn. Có nghĩa là đời này buồn, đời sau buồn nữa, cho nên đừng có buồn. Làm ác thì hai đời buồn, thì mình dám làm ác nữa không? À, cái người đệ tử Phật phải hiểu gì đó. Hắn u buồn tàn tạ, có nghĩa là thấy cái mặt nó rầu rầu, nó buồn buồn là biết nó làm ác rồi đó. Thấy uế nghiệp mình luôn, uế nghiệp có nghĩa là cái nghiệp xấu ác của mình đó. Cho nên là luôn luôn mỉm miệng cười, dầu rằng cuộc đời này nó có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn nở nụ cười. Nghèo cũng cười, giàu cũng cười, già cũng cười, trẻ cũng cười, mà thành công cũng cười, mà thất bại cũng cười, cười ra nước mắt. Cứ nở nụ cười, quý vị mở miệng cười thì coi chứ mang khẩu trang sao thấy được. Rồi, cảm ơn quý vị. Câu số 16: nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui. Thấy không? Mình học kinh pháp cú xong rồi, cố gắng làm phúc. Hắn an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi. Cái tịnh nghiệp chính là những cái gì mình cố gắng, mình làm được cái việc phước, việc thiện bằng cái tâm từ bi của mình, cố gắng mình làm. Chứ cuộc đời này, người xưa có nói: cứu vật, vật trả ơn, mà cứu nhân, nhân trả oán. Có những con người mình giúp đỡ họ rồi, họ quay trở lại, họ hại mình, họ nói xấu mình là còn ít nha, họ còn hại mình nữa. Câu số 17: nay than đời sau than, làm ác hai đời than. Hắn than ta làm ác, đọa cõi khổ càng than. Mình làm ác mình biết hay không quý Phật tử? Trả lời lớn lên thầy coi. Mình làm ác mình có biết mình làm ác không? Mình giữ, mình biết mình giữ không? Mình mắc dịch, mình có biết mình mắc dịch không? Có nghĩa là cái người nào á mà có cái tâm không có tốt á, là mình tự biết liền cái gì. Mình biết chứ, mình biết. Nhưng mà mình vẫn cứ than, nay than đời sau than, làm ác hai đời than. Hắn than ta làm ác, đọa cõi khổ càng than. Cho nên là nghe cái người mà than là mình biết cái người này làm ác hay làm thiện. Sao nghe im ru? Chắc là con cũng than cho nên con đâu dám nói. Con gặp ai con cũng than hết nè. À, con gặp ai con cũng than cho nên con đâu có dám nói. Như là quý vị cùng xác định với thầy đi: ai mà than, người đó làm ác. Người làm ác mới than. Mà than cho đến lang thang. À, than cho đến lang thang luôn nè, là do cái ác nghiệp của mình nó tạo ra. Cho nên là mình tránh cái tình trạng là mình than vang, mình than vãn, than thở. Câu số 18: nay mừng đời sau mừng, làm phước hai đời mừng. Hắn mừng ta làm phúc, sanh cảnh lành mừng hơn.
Cho nên người xưa nói là làm phúc thì nó sanh ra đức, ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Để đức lại cho con, để phúc đức lại cho con. Chữ phúc nó đi đôi với chữ đức. Quý vị nói theo thầy, phước là hữu lậu, đức là vô lậu. Nhiều phước chuyển thành đức, gọi là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Sự thay đổi về lượng có nghĩa là mình đun cái nước sôi á, lúc đầu mình đun nó lên 1 độ, 2 độ, 3 độ, 4 độ, mình đun cho đến lúc mà nó sôi, có nghĩa là lúc này nó không còn là nước nữa mà nó là hơi nước, nó bốc hơi. Nghĩa là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Người này bữa nay tốt 1, ngày mai làm 1 việc nữa là tốt 2, ngày mai làm 1 việc nữa là tốt 3. Người này làm cho đến một lúc nào đó con người này hoàn toàn 100% tốt thì gọi là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Hôm nay mình bỏ 1 hột cát, mai mình bỏ 1 hột cát, mốt mình bỏ 1 hột cát, mình bỏ hết một đời này cho đến đời sau, cho đến đời sau nữa, đến một lúc nào đó chỗ này không còn là cát nữa mà nó là sa mạc. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Có nghĩa là cái hạt cát đó nó tăng đến một lúc nào đó thì cái nó không còn là một đống cát nữa mà nó trở thành một sa mạc rồi, chứ nó không còn đống cát nữa. Đừng xem thường cái giọt nước. Cho nên người ta nói đừng xem thường thiện nhỏ, cho rằng chưa đến ta, chứ nước nhỏ từng giọt từ từ bình tràn ra. Người trí được toàn thiện do tích lũy dần dà, mà người ác đầy tội lỗi cũng là do chất chứa dần dà. Bữa nay mình làm một việc ác, mai mình làm một việc ác, mốt mình làm việc ác, thì cái việc ác nó chất thành địa ngục. Còn chúng ta làm những việc thiện thì việc thiện đó nó biến thành cực lạc cho chúng ta. Rồi, câu số 19: ai đọc tụng nhiều kinh, tâm buông lung cẩu thả, như kẻ chăn bò thuê, khó hưởng sa môn quả. Ai đọc tụng nhiều kinh có nghĩa là suốt ngày tụng kinh, nhưng mà tâm buông lung cẩu thả có nghĩa là tụng cho có vậy thôi, chứ không có cái tâm ở trong đọc tụng. Như kẻ chăn bò thuê có nghĩa là giống như là tụng kinh mướn vậy đó. Cho nên á, cái người xuất gia vẫn là người tụng kinh, còn cái ông thầy đám vẫn là ông tụng kinh, nhưng ông thầy đám là ông tụng kinh mướn, chứ ông không phải là ông tu trong cái bài kinh đó. Còn cái người xuất gia là tu trong cái bài kinh đó. Hai người đó khác nhau. Cho nên một người á, gọi là thợ tụng bởi vì mình mướn người ta đi tụng kinh thôi à. Mình mướn cho người ta đi tụng kinh, cho nên người ta ra giá là một thời là bao nhiêu vậy đó, trả là phải trả cho đúng giá. Ra tới hạ cái huyệt xuống là tính liền, như vậy gọi là ra giá. Thế thôi. Còn thuê tụng không thuê thôi, làm ăn sòng phẳng. Có một câu chuyện vui. Ông hòa thượng, ông đi tụng kinh, thì cái người gia chủ đó xem hòa thượng này cũng giống như ông thầy, ông thợ tụng vậy đó. Cho nên mới hỏi hòa thượng: tụng cái kinh này bao nhiêu tiền? Hòa thượng nói là: vậy thì cái người này xem mình giống như ông thầy tụng, giống như cái người cư sĩ tại gia, chứ đâu có coi mình như là một vị thiền sư, một vị thầy ban đức, ban phước cho cha mẹ nó đâu. Cho nên ông thầy cũng nói là thời tụng kinh A-di-đà đó thì 5 lượng bạc, thời kinh Địa Tạng á thì 10 lượng bạc. Tại kinh Địa Tạng nó dài hơn kinh A-di-đà. Cái ông con ông hỏi:
tụng một thời kinh A Di Đà thì cha tôi được cái gì? Ông nói là tụng thời kinh A Di Đà cha ông sanh về phương Đông, còn tụng thời kinh Địa Tạng á, thì cha ông được sanh về phương Tây. Cái ông con ông thấy ông tiếc tiền quá, cho nên ông nói thôi ông tụng thời Di Đà thôi, 5 lượng. Cái hòa thượng tới tụng thời Di Đà, cái ông nói trả ông 5 lượng, nhưng mà giờ tôi vẫn muốn cha tôi sanh về Tây Phương, cho nên thôi ông tụng thêm thời kinh Địa Tạng nữa đi, cho cha tôi sanh về Tây Phương luôn. Bắt đầu ông thầy ông tụng thêm bộ kinh Địa Tạng nữa, cái cầu cho ông cha sanh về Tây Phương. Cái ông cha ông hiện hồn về, ông nói mày á, tiếc tiền với tao, một phen mày đưa tao lên phương Đông xong rồi tao phải đi qua phương Tây. Nói cho nó vui vậy chứ còn tụng thời kinh sanh về phương Đông phương Tây được không? Không. Cái đó là câu chuyện vui, chứ còn tụng thời kinh mà nghe kinh mà sanh phương Đông phương Tây là nói vui chơi cho vui vậy. Dầu đọc tụng nhiều kinh, có nhiều người tụng kinh dữ lắm luôn, nhưng mà tụng cho có tụng vậy thôi, chứ mình nhìn thấy người đó không có cái tâm để tụng đọc và hiểu kinh, cho nên họ tụng cẩu thả lắm, tụng cho có vậy đó, có tới nơi vậy đó, là tụng xe đắt á, xe bé đó, tụng cho có tụng vậy thôi, tụng cho nó sống kinh, mà tụng từ sáng tới trưa. Tôi mới không hiểu là tụng chi mệt dữ vậy đó. Lâu lâu mình đọc bộ kinh Pháp Hoa để cho mình nhớ, hay là mình đọc bộ kinh Hoa Nghiêm để cho mình biết rằng là trong kinh Hoa Nghiêm nó dạy cái gì, cho nên mình vẫn theo cái đạo tràng mình tụng kinh. Nhưng mà đến tụng kinh thì mình làm sao mình đọc để cho những người xung quanh người ta phát Bồ Đề Tâm. Đằng này mình đọc người ta rất là bực mình, bởi vì sao vậy, đọc sai tùm lum, người ta bực lắm luôn. Vậy là mình có phước hay mình tổn phước? Tổn phước, mình tụng cho người ta phiền não. Cho nên là ráng cố gắng hiểu được, có học Phật rồi đó, có hiểu rồi đó, thì tự nhiên là mình không có uổng cái cuộc đời này để mình đi làm những cái chuyện phung phí. Đọc, quý vị cùng đọc với thầy: dầu đọc tụng ít kinh nhưng hành trì giáo pháp như thật tâm giải thoát, từ bỏ tham sân si, hai đời không chấp trì, thọ hưởng sa môn quả. Có nghĩa là mình đọc tụng ít kinh nhưng mà hành trì giáo pháp, có nghĩa là mình đọc tới đâu mình hành trì tới đó, như thật tâm giải thoát. Con học Phật là để con giải thoát, chứ không phải là con học Phật là để con khua môi múa mép. Con đi học là để con tu, mà con đi tìm cầu giải thoát, chứ không phải con đi học Phật là để con đi cho người ta khen con là người có học, hay là con đến chỗ này con nói những cái hay cái tốt, con đến chỗ kia con nói cái hay cái tốt, nhưng mà bản thân con á dở ẹt à, nó không có hay gì hết trơn. Như vậy thì mình có thật tâm giải thoát không? Không. Thì mình cũng giống như cái câu số 19 vậy đó, như kẻ chăn bò thuê, thì con bò đó có phải của mình không? Không, mình đi chăn thuê thôi. Khó hưởng sa môn quả. Sa môn quả là cái quả niết bàn, quả giải thoát. Còn ở đây là như thật tâm giải thoát, từ bỏ tham sân si, hai đời không chấp trì, thọ hưởng sa môn quả. Sa môn quả là cái quả giải thoát, quả niết bàn. Rồi, sau 20 cái câu pháp cú ở cái phẩm song yếu, quý vị có muốn thảo luận với thầy cái gì không? Có ai muốn đặt câu hỏi gì không? Muốn học nữa hay nghỉ? Đó, có cái
có cái micro kìa, mời quý vị tham gia. Có ai muốn hỏi gì không? Bạch thầy là được rồi con. Không có được nói các thầy, vì các thầy mà đọc ngược trở lại là cầy thác, mà cầy là chó, thác là chết. Cho nên cấm tuyệt đối không được quyền nói các thầy. Phải nói quý thầy. Rồi cho một tràng pháo tay với một câu hỏi. Linh hồn cúng có ăn được không? Ai trả lời giùm thầy? Cô, linh hồn chết có ăn được không? Chỉ qua bên kia hả? Qua luôn. Cô trả lời giùm bên kia. Hử hơi được hả? Vậy là linh hồn còn lỗ mũi. Cái này thì con chưa biết được là có linh hồn có ăn hay không, nhưng mà cái lượng chết còn lại là cúng. Chết là phải cúng, còn ăn được hay không tính sao? Dạ thưa thầy, theo con nghĩ là linh hồn là cúng là không ăn được, nhưng mà các con các cháu là sao này cứ tới ngày dỗ là rồi. Rồi, được ba cái ý kiến là chết không có ăn được. Cho nên thầy theo số chung. Hỏi: thân này là do, thân này do năm uẩn kết thành. Năm uẩn kết thành, vậy là nó thành là do năm uẩn, là thành trụ hoại không? Thành trụ hoại không? Không nghĩa là chết, thành nghĩa là sanh, có nghĩa là sanh thành. Bây giờ hỏi rằng lúc năm uẩn này nó kết thành, năm uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy là cái sắc uẩn này nè, nó được xem như là cái thân. Sắc là cái thân này, sắc là cái thân. Như vậy thọ, tưởng, hành, thức là tâm, nó gọi là danh. Cái này là danh. Lấy như cái danh từ là tôi, hay là danh từ là thiện xuân. Vậy là danh từ là thiện xuân là một danh từ riêng để chỉ cho một cái người được thầy tổ cho một cái danh gọi là pháp danh. Cho nên
tôi vẫn có một cái danh, đó là một cái tên, thì cái tên đó nó mang cái thọ tưởng hành thức, cho nên cái tên đó nó gắn liền với cái tôi. Vậy là thiện xưng là ai? Thiện xưng chính là tôi, hay là tôi là thiện xưng. Còn cái sắc này nè, đầu không phải là tôi mà là đầu của tôi. Vậy là cái sắc này là sắc tạm mượn, cho nên là cái thân này nó mượn cái sắc uẩn này để làm thân thôi. Vậy cái đầu có phải là tôi không? Đầu của tôi, tay chân của tôi, mình của tôi, tim gan phèo phổi của tôi, là bắt đầu cái này là nội sở hữu. Ngoại sở hữu là nhà cửa của tôi, chùa của tôi, đệ tử của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, bạn bè của tôi, người thân của tôi, thì họ là của tôi. Được chưa nào? Không hiểu rồi thôi nghỉ chơi chỗ này. Mình không duyên nợ làm sao nói được. Vậy thì quý vị hiểu cái này nè, là cái chúng ta mượn nó, cho nên nó là sở hữu của. Vậy là sắc là sở hữu của thọ tưởng hành thức. Tới đây hiểu không? Hiểu không? Như vậy thì bây giờ mình gọi là mình chết. Vậy là sống là hai thằng này nó kết hợp với nhau, chết là hai thằng này nó nghỉ chơi với nhau. Vậy thôi. Thì cái này nó trả về với con số 0, thì 0 nó quay trở lại nó thành nữa, chứ đâu phải là 0 là nó không thành nữa đâu nè. Thành trụ hoại không, không là tiếp tục nó thành nữa chứ. Cái này gọi là luân hồi. Như vậy nè, mưa nè, nó mưa nó xuống, nước nó bốc hơi, bốc hơi nó ngưng tụ thành mưa, nó mưa trở lại nữa. Chứ ở đâu trên trời có nước mà mưa? Nó do hơi nước ở dưới nó bốc lên, nó mới ngưng tụ trên trời nó mưa nữa. Thì cái thằng mà nó ngưng tụ trở lại thì nó thành mây. Mây bắt đầu nó thành mưa, thì mưa rồi nó không còn mây nữa, chứ rồi nó bốc hơi nữa, nó thành mây nữa. Nghĩa là dòng luân hồi sanh tử của sắc uẩn hết không? Không. Sắc nó biến thành sét, sét nó trở về với đất, nó còn là sắc nữa không? Không. Nhưng mà nó trở thành sét rồi, nó nằm trong lòng đất, thì bắt đầu lòng đất nó xoay, nó tích tụ trở lại, thì nó trở thành cái mỏ sắt. Người ta bắt đầu khai thác sắt và nó trở lại nữa. Chứ nếu như nó trở thành sét mà nó không trở lại thành sắt thì sắt ở đâu mà ra? Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? Không hiểu thì thôi mình nghỉ chơi luôn, chứ mình không có sao mà nói được. Cái này là một quy luật rất là tự nhiên. Cái cây nó mọc lên, nó ra hoa, ra lá, ra cành, ra trái, xong rồi nó chết, nó quay trở lại thành phân cho những cái cây khác nó lên. Như vậy thì quy luật của nó, cái gì là sắc uẩn? Sự vật hiện tượng không bao giờ mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đây là định nghĩa của vật chất. Tất cả vật chất không bao giờ mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Được chưa? Đồng ý không? Hầu nhỏ mình có bằng hột cái giọt máu à, bắt đầu mình từ từ mình tượng hình, mình lớn lên, mình to đùng, rồi mình teo, đó là mình già đó đi, rồi mình chết, rồi mình quay trở lại nữa. Chúng chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, nhưng chúng không mất đi. Như vậy chết thì có chết hay không? Chết tức là không, không tức là chết. Lý Bát Nhã: sắc tức thì không, không tức thì sắc, chết cũng như không, không cũng như chết. Vậy thì ngồi đây quý vị học rồi, nghe thầy hướng dẫn không? Có nghe không? Nghe tức là không, không tức là nghe. Lát nữa ra hỏi không nhớ gì hết, hỏi có học không? Có tức là không.
Vậy thì mình hỏi là vậy là chết rồi tôi cúng có ăn không? Cúng tức là có ăn, có cúng tức là có ăn, mà ăn cũng tức là đang cúng, vì cúng với ăn nó cũng là danh chứ đâu phải là thật đâu, đúng không nè? Bây giờ thầy hỏi quý vị thương nha nè, vậy là thương là sắc hay là danh? Tình thương là sắc hay là danh? Tình thương nó nằm trong cảm thọ mà làm sao mà sắc? Tình thương nó là danh, cho nên tình thương có cân đo đong đếm được không? Không. Nhưng mà mình cảm thọ cho nên mình nhận được không? Mình biết người ta thương mình không? Biết thì có cảm thọ, nhưng mà mình không cân đo đong đếm được. Nhưng mà mình biết thương nhiều hay thương ít không? Biết chứ. Nhiều thì không biết nhiều là bao nhiêu chứ biết chứ, phải không nè? Vì mình cảm thọ là mình cảm được, đúng không? Mình cảm được. Cảm có nghĩa là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Cảm ứng thì có cảm tất có ứng, thì có cúng tức có ăn. Được không nè? Được không? Hiểu không? Cô hiểu ý thầy nói không? Mai mốt cô không có nói là cúng là không có ăn nha. Có cho tức có nhận. Còn vấn đề quan trọng, ta chưa có chết làm sao ta biết được ăn hay không? Vấn đề là có cho tức có nhận. Ở đây ta đang nói về cảm thọ, mà cảm thọ chính là nói về tâm. Mà nói về tâm thì tại sao đem vật chất ra mà nói? Được không nè? Ta cúng có phải là ta đem cái tâm cúng, thì cái tâm cúng đó ta mới đem cái vật chất ta làm cái hình thức. Được không nè? Cũng y như giờ mình nói mình thương cái người đó, mình muốn thương người đó mình làm gì? Mình đem cái này kia mình cho người đó. Mình thể hiện cái tình thương nó thông qua cái vật chất để mình thể hiện cái tâm, cái tình thương của mình, đúng không? Vậy là cha mẹ thương con là thương sao? Cái gì mình cũng cho nó hết thì gọi là thương, phải không nè? Phải không? Vậy tới đây hiểu là ăn không? Một xin cho hai vợ con có thích gì này lại con nói nãy không rõ. Có nghĩa là con người khi chết thì năng lượng nó không còn, nó là hoại. Thì khi mà người ta nói chết rồi thì nó sẽ đi bất kỳ, khi mà tắt thở thì sẽ đi theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Như vậy khi mình mất thì cái linh hồn có được hưởng không? Mà con nãy con nói cũng có được ăn không? Lại tại vì con hiểu là rồi. Rồi tiếp tiếp cái đoạn nữa là bây giờ sau khi chết rồi thì cái thằng này nó đi đâu? Nó đi lên trên trời hay nó về cõi Phật, hay là nó xuống súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục? Vậy nó có hưởng được hay không? Vì nó ở đâu mà hưởng? Ý nó vậy. Nó hưởng là nó đang ở dưới này nó hưởng, hay là lên trên này hưởng? Phải không? Rảnh quá. Này rảnh nè. Có nghĩa là cái vấn đề đi đâu thì có ai biết không? Có ai biết không? Chúng ta mặc định với nhau, làm ác đi xuống, làm thiện đi lên, đồng ý không nè? Xác quyết. Chụp vỗ tay lớn lên. Mấy đứa ác đi xuống, mấy đứa thiện đi lên. Ta chốt như vậy để ta bắt đầu. Rồi bây giờ ta nói ta cúng. Thì khi ta cúng thì ta có nói: cha mẹ ơi, ngày xưa ăn ở ác, bây giờ con hướng về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh con cúng. Có nói vậy không? Không thì cứ cúng đi, con ở đâu ở kệ, mắc gì rảnh nữa. Thì mình cúng, mình chỉ biết mình cúng thôi chứ hỏi bây giờ ở đâu con mới cúng thì thôi chứ.
linh cái gì mà hồn. Chúng ta cúng cái nghiệp chứ cúng cái linh hồn gì. Ta gieo cái nghiệp ác hay ta gieo cái nghiệp thiện, ta cúng cái nghiệp đó chứ ta cúng linh hồn cái gì. Đã nói cái nghiệp đó còn mà cái đó là nghiệp chứ linh hồn cái gì. Ta tạm gọi linh hồn là nghiệp. Bây giờ chị có một cái linh hồn, mà linh hồn đó nó đang là nghiệp của chị, đúng không? Chị có phước thì cái linh hồn đó nó nhẹ nhàng. Còn chị làm việc ác thì cái linh hồn đó nó đang nặng nề, nó toàn là mơ thấy chuyện ác không à, đúng không quý vị? Phải không? Thì linh hồn là nghiệp, cái ngồi đó kiếm linh hồn hoài lên chứ ta biết. Linh hồn là nghiệp. À, nghiệp ác đi xuống, nghiệp thiện đi lên, cứ được kiếm linh hồn sao ta kiếm khó. Linh đâu mà hồn. Cái nghiệp, nghiệp là thai tạng. Chúng ta tích lũy cái nghiệp thiện thì chúng ta có mang một cái thánh thai để chúng ta sanh về cõi trời, sanh về cõi Phật. Cho nên gọi nghiệp là thai tạng. Nghiệp là bào thai, mà ta là người mang thai cho chính mình. Ta là người mang thai cho chính mình. Ta sanh đi đâu thì chính ta là người mang thai, mà thai tạng chính là nghiệp của ta. Bây giờ ta gieo cái thiện nghiệp thì cái thai tạng nó sanh lên, mai mốt ta sanh hoại mạng chung ta sanh lên. Còn bây giờ ta mỗi ngày ta tạo ác thì thai tạng của chúng ta nó đang ở trong bào thai để sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Hiểu chưa ấy ơi? Phật tử hiểu không? Ta là chủ nhân của nghiệp, cho nên là ta sanh đi đâu là do ta mang thai chính mình. Chứ đừng nói mẹ mình mang thai tầm bậy. Mẹ mình mang cái cục thịt, còn mình mới mang thai. Ta là người mang thai là bởi vì nghiệp của ta từ nhỏ tới lớn ta gieo cái nghiệp gì thì ta là người mang thai của ta. Ta chỉ có cộng nghiệp với cha mẹ của ta mà thôi. Chứ mình nói mẹ con mang thai thì thôi tôi không có cãi. Từ xưa tới nay cứ mình đi vào trong bào thai, cho nên mình vào trong bào thai cho nên, chứ không phải là mẹ mình mang thai mà mình mang thai. Mình chỉ cộng nghiệp với mẹ mình thôi, cho nên là cái nghiệp của mẹ cộng với cái nghiệp của con. Còn con là biệt nghiệp của con, còn mẹ là biệt nghiệp của mẹ. Còn con với mẹ chỉ có cộng lại chút xíu đó thôi. Được chưa quý vị? Được chưa? Vậy ha. Còn chúng ta cúng, chúng ta cúng là cúng bằng cái danh, là cúng bằng cái tâm. Cho nên là danh tức là không, không tức là thọ. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Cho nên mình đem cái tâm mình cúng, ta gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Ăn hay không là do tâm của bạn có nghĩ người đó ăn được hay không. Nếu tâm của bạn nghĩ người đó ăn được thì người đó sẽ hiện ra. Cho nên mình dâng lên mình cúng Phật. Tôi thường dâng cơm cúng Phật. Tôi có nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe kinh Kim Cang có dạy Phật tại thế thời ngã trầm luân. Phật ở đời con trầm luân trong sanh tử, con không gặp Phật. Ngã đắc nhân thân Phật diệt độ, đến lúc con được thân người Phật nhập Niết Bàn rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, con buồn tuổi vì cái thân con nghiệp chướng nó sâu dày. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, con không có sanh cùng thời với Đức Phật để thấy được kim thân của Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Con nhớ lại trước khi Đức Phật thành tựu vô thượng Bồ Đề, có ghi lại lịch sử của bác sữa nàng Su Già Ta. Trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có ghi lại bữa ăn cuối cùng của ông Thường Đà. Giờ này vọng tưởng về mười phương chư Phật, con dâng lên bát cơm cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. Xin Đức Thế Tôn từ bi hiện thân nhận nạp thọ bát cơm cúng dường của con. Tâm của mình cúng thì Phật mới chứng, chứ còn mình lên mình cứ cúng dường thanh tịnh pháp thân thì
không có cái tâm. Cho nên là giàu đọc tụng nhiều kinh, tâm buông lung cẩu thả, nó chỉ biết đọc tụng thôi, Phật có ăn đâu, vì nó chỉ biết lên tụng là cung dường Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Phật có ăn không? Ông nói nó đang chửi tao. Cho nên tôi sửa cái câu đó Nam Mô là mỗi lần tôi lên tôi cúng dường tôi nói là cung dường thập phương thường trụ tam bảo, cung dường thập phương Phật, cung dường thập phương Pháp, cung dường thập phương Tăng, cung dường bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi thay cái chữ Nam Mô thành chữ cúng dường. Mình dâng lên mình cúng dường bắt gì mình Nam Mô. Hiểu không quý Phật tử? Cúng cái người người ta đọc, cúng cái người người ta cúng, nhưng người ta cúng bằng cái tâm của người ta, còn cái người kia người ta cúng bằng cái ngôn ngữ thôi. Nó cứ lên nó đọc cho hết cái bài cúng dường, nó nói con tụng rồi. Nó tụng chứ đâu có cúng. Thấy không? Cho nên cái ta nói là cái của cúng không bằng cái cách cúng. Mình đi mời người ta ăn. Dạ, con mời cô dùng với con miếng nước. Thằng này nó nói nè nước ơi. Nó cũng thì cái cách đưa, nhưng mà đưa như thế nào nó gọi là hiếu thảo, còn đưa như thế nào nó gọi là bất hiếu. Được chưa nè? Quý vị cũng vậy. Quý vị đối với Phật như thế nào thì Phật hiểu liền, hiểu cái tâm của quý vị. Còn đến lại Phật mà lại như gà mổ, cầu Phật chứ không. Bữa nay con cúng nãy chuối, Đức Phật chiều nay cho con trúng số, không cho con đập tượng Phật. Ông Phật có gì cái nải chuối mà phải cho số nó không? Hay là Đức Phật có sợ là nó đập tượng Phật cho nên phải cho số nó không? Đồ cái thứ hắc ám. Phật đâu có sợ. Cho nên cái việc mà mình cúng hay không cúng, người thân của mình có gia hộ cho mình hay không, Phật có chứng minh có gia hộ cho mình hay không, đó không phải là do mình cúng nhiều hay cúng ít, do mình thờ phụng trang nghiêm. Con đốt hương bằng cái hương gì đó, con hằng ngày con tụng kinh, rồi mai mốt con kể lễ với Phật. Dạ không có. Đừng có cái vụ kể. Tôi đâu có kêu cúng đâu mà kể với tôi. Tôi đâu có kêu ông thờ đâu mà ông kể với tôi. Tôi dạy ông để ông biết ông tu, chứ tôi đâu có chấp nhận cái thái độ mà mỗi ngày cúng cúng miếng cơm rồi mai mốt mới kể lễ với Phật. Phật ơi, ngày nào con cũng cúng cơm Phật, tại sao giờ này con bệnh dữ vậy, Phật không gia hộ cho con. Nó mày đừng có kể lễ gì mày ơi, mày tạo cái nghiệp gì đâu đó rồi giờ kể lễ cái gì. Trời ơi, có nhiều người dân phẩm vật lên nó cúng dường Phật, nó thắp nhang, nó dái cả nửa cây nhang nó chưa cắm. Hỏi mày dái cái thứ gì mà dái dữ gì. Nó dâng lên nguyên một mâm cúng dường cho Phật, cái ngồi thắp nhang gì đó, cái mâm nó Phật nó tao mệt với mày. Thế là dâng cái nãy chuối cúng dái cùng lưng. Rồi giờ có hỏi gì nữa vậy, học nữa hay nghỉ? Con cảm ơn thầy. Cảm ơn cái thầy hiền. Vậy là thôi, vậy là dạy khuyên mãi miếng nữa. Bữa nay đáng ra là ôm 20 bài xong rồi dạy tiếp bài mới, nhưng mà tại thấy những người mặc áo mới cho nên dạy bài cũ. Bây giờ hai buổi rồi mà dạy có 20 bài à. Nhưng mà dạy hoài, dạy tới dạy lui, dạy tới dạy lui có bài để cho quý vị hiểu sâu hơn. Thì bữa nay là thầy giải thích cho quý vị thêm một cái chữ nghiệp một chút xíu nữa. Hồi nãy nói nghiệp là thai tạng rồi đúng không? Nghiệp là trung tâm điểm của quả địa cầu này đúng không? Quả địa cầu này là địa cầu nghiệp. Sanh ra đời ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Đó là do nghiệp tạo ra. Cái quả địa cầu này là nghiệp. Quả địa cầu của chúng ta, mà quả địa cầu của chúng ta là cái quả nghiệp mà chúng ta ưng cái nghiệp đó chúng ta vào đây. Cho nên cái quả địa cầu này trong Bát Đại Nhân Giác mình học rồi, ai đọc giùm thầy.
ngon luôn. Học xong bác đại nhân giác rồi trả lại cho thầy hết rồi. Rồi đọc. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ chí tâm tụng niệm bát đại nhân giác, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Cái quả địa cầu này có đứng yên không? Không. Động đất, sóng thần, núi lửa, bát phong đó. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát tiệm ly sanh tử. Rồi im luôn, im luôn. Học xong bát đại nhân giác rồi trả hết, trả hết cho thầy. Bây giờ nói chữ nghiệp thì lại giải tiếp. Cái quả địa cầu này nó bở giòn, nó vừa bở vừa giòn. Nghĩa là cái quả địa cầu này, cái nghiệp của chúng sinh nó nguy hiểm hay nó không nguy hiểm? Nó rất là nguy hiểm. Cho nên mỗi con người chúng ta phải nhìn thấy sự nguy hiểm của chính mình, phải nhìn thấy sự nguy hiểm của chính mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy con người này là cõi, này là cõi ác, gọi là ngũ trược. Vậy thì mình hiểu cái cõi trược có nghĩa là ác, trược có nghĩa là ác, ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế. Vậy là cái kiếp trược có nghĩa là nguyên một kiếp tạo nghiệp, cho nên gọi là kiếp trược. Kiến trược, chúng sinh nó nhìn nhau bằng cái xấu không à, bằng cái tệ không à, cho nên chúng sinh thường là không có hạnh phúc. Người A nhìn người B bằng cái tốt thì rất là hạnh phúc, mà người A nhìn người B bằng cái xấu thì rất là đau khổ. Cho nên gọi trong cái tám cái khổ gọi là oán tấn hội khổ. Cho nên vợ chồng cả đời mà họ cung kính nhau, họ quý trọng nhau thì gia đình này hạnh phúc dữ lắm. Còn vợ chồng một thời gian là toàn là thấy cái xấu của nhau thôi, sẵn sàng mạt sát, sẵn sàng chửi nhau, không chừa một cái từ xấu nào hết. Cho nên dẫn đến đó là kiến trược. Phiền não trược là trong tâm họ đó nó lưu diễn ra tất cả những loại phiền não, nó sanh ra hết phiền não này tới phiền não kia tới phiền não nọ. Phiền não nó sanh ra và bản thân của họ, họ tự ngồi đó suy nghĩ ra những phiền não. Mà nhất là những người già, lớn tuổi chừng nào là bắt đầu ngồi đó hết phiền con, phiền cháu, phiền ăn không được, phiền ngủ không được, phiền đi không có nổi, phiền đau đớn. Cho nên cái phiền não này sanh ra, cho nên cái mặt nhăn riết, cho nên nó mới nhăn. Hiểu không? Hiểu tại sao người già cái mặt nhăn không? Là tối ngày phiền não riết cho nên cái mặt nó nhăn. Con nó đi về cái trách nó, mày lâu quá mày không ở luôn đi, mày thăm tao chi, tao sắp chết rồi. Là mới về nó thăm thôi thì thay vì mình cười mình vui, con công ăn chuyện làm của bay mà bị dính thời gian về thăm má hay thăm ba, ba mừng, ba cảm ơn con, thôi xăm một chút xíu lo đi làm đi con, vậy là má mừng dữ lắm rồi, má vui lắm rồi, các con còn nhớ tới má. Mà nghe như vậy nó mát dạ mát lòng, nó đi làm về nó đi ghé ngang nó thăm, đằng này nó ghé ngang nghe chửi không cái nó biến luôn, bấm nút biến luôn, cái lâu lâu móc điện thoại gọi chửi. Hoặc là gặp mặt là chửi, gặp mặt là chửi, nó ăn chửi điếc nó biến luôn. Như vậy thì tại sao mình già? Là bởi vì phiền não nhiều quá nó già. À, cái già này là do phiền não trược. Chúng sinh trược có nghĩa là luôn luôn cái cõi đời này nè, nó luôn sanh ra những ý niệm bất ổn. Cái này nó nguy hiểm lắm. Cái chúng sinh trược, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, ráng mà độ nó. Chúng sinh này nó trược dữ lắm. Mạng trược. Cái thân này nè,
nó luôn luôn thay đổi, cho nên nó đau khổ vô cùng đấy, năm cái lộ trượt đó. Vậy thì cái người tu gọi là tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Vậy là tu là chuyển, làm sao mình chuyển được cái nghiệp này nè. Cho nên bây giờ mình biết cái đời này là cái kiếp này là nó là kiếp trượt rồi, cái cuộc đời này không có gì vui hết. Cuộc đời này nó khổ vô cùng vậy đó. Cho nên bây giờ mình chuyển khổ thành vui, được chưa nè. Thì mình vẫn mang cái nghiệp này nè, nhưng mà vui buồn nó cũng chết, vui nó cũng chết. Nghĩa là nên vui hay nên buồn? Vui, cho anh chàng pháo tay vui cái này. Nhớ nha, cười cũng chết mà nhăn cũng chết. Vậy cười hay nhăn? Trước khi chết cười cái mới chết. À, rồi bây giờ này là kiến trượt, cho nên mình nhìn mình mà cởi, nhưng mà mình thiếu nợ rồi mình nhìn ai cũng không có gì vui hết trơn. Cái kiến, giả sử như mình quay qua quay lại mình mất tiền là bắt đầu mình nghi ngờ hết, ai mình cũng nghi ngờ, cho đó là kiến trượt. Cuộc đời này mà mình bị một người đàn ông gạt rồi mình thù hết đàn ông. Còn đời này mà mình bị phụ nữ gạt là mình thù hết tất cả người phụ nữ. Có nhiều ông cũng vô duyên gì, ông vô duyên đến nỗi mà ông thù hết người phụ nữ, nó điên vừa đó. Vậy là cái kiến trượt có nghĩa là mình nhìn sao, mình nhìn đâu mình cũng thấy tốt, thì cuộc đời này nó đẹp lắm luôn. Thấy thị nở cũng đẹp nữa chứ. Phiền não trượt, mà phiền não tức bồ đề. Cho nên là mình đừng bao giờ thấy phiền não, mà ở đâu cũng thấy bồ đề. Mà bồ đề có nghĩa là gì? Bồ đề có nghĩa là gì? Giác. Mình lấy cái trí giác, mình lấy cái sự hiểu biết. Mà bồ đề là chữ là giác, nhưng mà bồ, cái tâm bồ đề là tâm tốt, tâm bồ đề là tâm từ bi. Nghĩa của bồ đề là chữ giác ngộ. Cho nên đắc quả bồ đề là đắc được cái tâm từ bi và tuệ giác. Cái chữ bồ đề nó chứa luôn cả từ bi và tuệ giác, được chưa nào. Cho nên chỉ có bồ đề này nè mới hóa giải được phiền não. Hồi nãy mình có học cái câu rồi: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Chỉ có bồ đề mới hóa giải được phiền não mà thôi. Mình không có cái tâm giác ngộ, không có tâm bồ đề, không chuyển hóa được phiền não. Chúng sinh trượt thì bây giờ mình phải dùng cái nguyện: con vào trong cõi ta bà này không phải là do nghiệp tái sinh, mà do con nguyện sanh vào cõi này. Cho nên mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, phát nguyện con sanh vào đó. Và chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, độ hết cái chúng sinh trời thần đất sét ráng độ. Bây giờ độ ai? Độ chồng, độ con, độ vợ, độ người thân của mình thôi. Và cuối cùng là mạng trượt. Thì cái thân thể này là cái thân sanh, già, bệnh, chết. Thì cái thân này trước sau nó cũng chết. Bệnh tật là cái chuyện mà không ai không bệnh. Ai ở trong đây không bệnh giơ tay lên, cho một tràng pháo tay. Ai cũng bệnh. Như vậy thì mình muốn độ cái mạng trượt này nè, cái nghiệp của mình nó tạo thành cái thân này nè. Mình có lùn, có cao, có mập, có ốm, có đẹp, có xấu, có sang, có hèn, có giàu, có nghèo, vân 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 vân. Mình đều hiểu nó rằng đó là nhân quả rõ ràng. Mà bây giờ mình biết được nhân quả rồi, mình muốn chuyển hóa cái mạng này, thì mình luôn luôn niệm nhân quả để cho mình bỏ ác làm lành, giữ cho cuộc sống của mình thăng hoa thanh tịnh. Vậy là mình đang chuyển cái mạng trượt rồi. Chúc đại chúng tinh tấn tu tập. Hết. Ai bôi bản thì bôi, không bôi thì thôi. Cái bản này là ít ghi quá, cho nên ghi vô nó dính luôn, bôi khó quá. Rồi, vậy thì hôm nay là chúng ta học lần thứ hai, 20 bài kinh Pháp Cú được học lại lần thứ hai. Thầy mong rằng lần sau lên không dạy lại. Quý vị về nhà lấy mua một cái kính lúp để vô cho nó phóng đại cái chữ này lên 100 lần cho nó bự.
ha, để mình đọc học thuộc 20 câu này. Lần sau thầy phải lâu lâu thầy dò bài một chút để cho quý Phật tử học bài, chứ còn không dò là quên luôn. Đồng ý học bài với thầy không? Đồng ý không? Lần sau dò bài nha, ban tổ chức chuẩn bị quà giùm thầy, dò bài phát quà, mà ai mà không thuộc bài thì phạt, lấy lại những gì đã mất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thập tự tọa giảng sư, kính thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay đồng đại quý giá chúng con tổng phước duyên được nghe những lời pháp thoại vô cùng quý giá để làm tương lương cho con đường tu nhân học Phật. Chúng con xin tiếp tục tu tập và thực hành ứng dụng vào đời sống hàng ngày để được cuộc có được đời sống an lạc trong cuộc sống hiện tại này, để đạt được mục đích lý tưởng giác ngộ. Nam mô Công Đức Lạc Bồ Tát. Đại chúng kính xá, đại chúng chắp tay hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đại diện Sư Cô Đức Tông và toàn thể đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, nguyện cầu hồng ân ban Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư có thể sinh ra chúng sanh vị độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh từ cõi mê lên bờ giác. Nam mô Công Đức Lăng Bồ Tát. Cung thị